có một bạn muốn bật với thành viên của nhóm. Chả ăn dễ à. Mấy anh, mấy anh. Bây giờ mình sẽ thử test với bạn đấy xem nào. Con đi hẳn con nhỉ? Bạn này muốn giao lưu với mình. Hay mình có lát xe à? Chết rồi. Cũng có lát xe à? Như không đi. Rồi, cho xuống này. À, chấp nha, chấp nha. Đây này. Đây là những bạn trẻ đi quay về quay trên TikTok mà thực ra là các bạn bỏ nhà hết rồi. Anh em sống với nhau luôn. Để anh em biết đọc ăn thôi. Anh đang nấu món đậu rán. Rất rất. Phần xong rồi, sao được ăn rồi. Ui ma. Em chuẩn bị ăn nướng. Đây là bữa trưa đơn giản. Bỏ ok. Em cầm cốc đi nào.